Một nghiên cứu mới đây của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF đã chỉ ra rằng năng lượng tái tạo hoàn toàn có khả năng cung ứng 100% điện năng tại Việt Nam vào năm 2050 trong nỗ lực nhằm vận động chính phủ Việt Nam chuyển đổi kế hoạch phát triển năng lượng sang tập trung nhiều hơn cho năng lượng tái tạo. Sáng nay, WWF Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo nhằm tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp về vấn đề này. Theo số liệu của WWF Việt Nam, mảng sản xuất công nghiệp dịch vụ đang chiếm hơn 50% tiêu thụ điện của Việt Nam. Do đó, trong đợt vận động thúc đẩy áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam, tổ chức này ưu tiên cho nhóm đối tượng doanh nghiệp. Trong đó, các ngành được quan tâm trước hết là nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, chế biến lâm sản, dệt may, xây dựng, thực phẩm và đồ uống. Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Hoàng Hải, trưởng ban thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc VCCI cho biết, theo kịch bản hiện tại, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu năng lượng sơ cấp rất lớn trong tương lai. Dự đoán, nguồn năng lượng sơ cấp nhập khẩu sẽ chiếm 36% nguồn năng lượng tại Việt Nam vào năm 2020 và 57% vào năm 2030. Tuy nhiên, nếu chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, thường mức chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, trong khi các doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu năng lượng thì lại chưa được khuyến khích. Trong cái năng lượng sử dụng của doanh nghiệp mà họ sử dụng nhiều những cái năng lượng tái tạo, họ có những cái biện pháp để tiết kiệm cái sử dụng cái năng lượng của họ hiệu quả thì có những cái chi khuyến khích riêng về mặt thuế cho họ chẳng hạn như thế. Bởi vì nếu mà tính ra một cái công bằng thì nếu như mà chúng ta mà cứ đánh thuế chẳng hạn, ví dụ như chúng ta đánh thuế về mặt môi trường là một cái cào bằng cho tất cả các doanh nghiệp, thì những cái doanh nghiệp họ đầu tư như thế thì tôi thấy rằng là thiệt thòi cho họ. Hiện hội đồng này đã trình chính phủ xin giảm thuế và giá bán năng lượng tái tạo để khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch hơn. Trước đó, một báo cáo của tổ chức WWF chỉ ra rằng năng lượng tái tạo tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng cung ứng 100% điện năng tiêu thụ trong nước vào năm 2050. Trong khi, theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trong giai đoạn 2011-2020, năng lượng mới và năng lượng tái tạo chỉ chiếm 5% trong cơ cấu năng lượng thương mại vào năm 2020. Đến năm 2050, con số này cũng được kỳ vọng tăng lên 11%. Cũng liên quan đến chương trình thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo tại Việt Nam của WWF, thưa quý vị, con số 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050 đúng là rất đáng để hy vọng. Tuy nhiên, liệu con số này có đủ sức thuyết phục để cơ quan chính phủ Việt Nam mạnh dạn chuyển đổi quy hoạch năng lượng quốc gia, và WWF sẽ có những hành động cụ thể như thế nào để có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi này? Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi nhanh với ông John Phillips Danritter, chuyên gia năng lượng của WWF Ritter Mekong về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Thưa ông, rất vui với con số 100% năng lượng tái tạo mà Việt Nam có thể đạt được vào năm 2050. Tuy nhiên, khi tôi nói với bạn bè về con số này thì nhiều người tỏ ra là thờ ơ vì cho nó quá xa vời. Ông có tự tin rằng kịch bản này có thể thuyết phục được các nhà hoạch định của Việt Nam thay đổi quy hoạch năng lượng của mình? Vâng, sự chuyển đổi ngành điện luôn là một công cuộc mang tính lâu dài, bởi vì tuổi thọ hoạt động của các nhà máy điện thường kéo dài rất lâu, từ 20 đến 40 năm. Trong khi đó, giá điện là một yếu tố cực kỳ quan trọng cho người dân. Do vậy mà nhà nước cần xem xét rất nghiêm túc vấn đề này, và những quyết định mà chính phủ sẽ thực hiện trong những năm tới đây sẽ tác động đến ngành điện và giá điện trong vòng 20 đến 40 năm tiếp theo. Mặc dù có tác động mang tính lâu dài, nhưng quyết định, chính sách lại được thực hiện ngay tại thời điểm hiện tại. Và những tác động của những quyết định này sẽ được nhìn thấy rất nhanh. Trong vấn đề ô nhiễm, như chúng ta biết, là một vấn đề rất quan trọng ở Việt Nam hiện nay, trong những sáng tạo công nghệ, trong sự hấp dẫn của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Và dù phần lớn tác động mang tính lâu dài, những tác động đầu tiên sẽ có thể thấy được trong 4 năm sắp tới, và hệ quả về ô nhiễm cũng sẽ dễ nhìn thấy trong tương lai gần. Cho nên, nếu một chính trị gia thực sự muốn nhìn thấy kết quả từ các chính sách của mình trong khi đương chức, thì rõ ràng việc thực hiện năng lượng mặt trời, gió hay các biện pháp tối ưu hóa sử dụng năng lượng sẽ mang lại kết quả trong thời gian ngắn hơn. Còn giá thì sao? Tôi không thấy ông đề cập nhiều về giá trong báo cáo này. Liệu việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo có phải trả cái giá quá cao so với năng lượng truyền thống hay không? Việc giá thành khai thác năng lượng mặt trời và gió giảm nhanh trên toàn cầu cũng là một điều thú vị. Lấy ví dụ, so với 5 năm trước, giá thành cho các loại năng lượng này giảm một nửa, và điều này làm thay đổi mạnh mẽ bức tranh toàn cảnh ngành năng lượng. Như khi chúng tôi thực hiện nghiên cứu những kịch bản ngành điện trước đây cho các quốc gia khác, kết quả cho thấy đôi khi một tương lai bền vững hơn thì giá thành cũng đắt hơn. Thế nhưng trong trường hợp này, tại Việt Nam, chúng tôi thực hiện nghiên cứu trường hợp ngành điện đi theo hướng hiện tại, không thay đổi gì. So với trường hợp sử dụng các biện pháp tối ưu hóa sử dụng năng lượng và năng lượng tái tạo,
Kết quả cho thấy hướng đi thứ hai sẽ cho ra giá thành rẻ hơn. Vậy nên giá điện trong nước sẽ giảm xuống. Nếu chúng ta đi theo hướng đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo, nhờ vào giá thành chung đang giảm của những công nghệ điện mặt trời và gió. Xu hướng giảm giá này tôi thấy ông chỉ dựa vào kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên tôi nghĩ Việt Nam có bối cảnh khác, nền tảng công nghiệp thấp cộng với thiếu tập trung vào năng lượng sạch. Việc này có tăng khó khăn hơn cho Việt Nam không, thưa ông? Việt Nam được biết đến như là một quốc gia có sự phát triển công nghiệp rất mạnh, và người dân thì rất siêng năng làm việc. Cho nên nếu những quốc gia như Costa Rica, Nicaragua, Brazil, Argentina, Nam Phi, Maroc, Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ v.v. đã đặt những mục tiêu rất cao cho năng lượng tái tạo và những dự án rất lớn cho mục tiêu này, tại sao Việt Nam lại không? Vâng, câu hỏi cuối cùng thưa ông. Bước tiếp theo, WWF sẽ làm gì để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam? Tôi nghĩ có những bước khác nhau cần để thực hiện mục tiêu này. Trước hết là phát triển những luận điểm lý thuyết, để cho thấy tương lai có thể thay đổi khác đi ra sao. Và thực tế là chúng ta có khả năng về kinh tế, về kỹ thuật để thực hiện tương lai đó. Những bước này hiện chúng tôi đã thực hiện. Bước tiếp theo là chia sẻ những thông tin nghiên cứu này với chính phủ và người dân để có những đóng góp tranh luận về tương lai của ngành điện tại Việt Nam. Và tiếp theo sau là quyết định việc gì chúng ta cần thay đổi ngay hiện tại. Và trong những năm sắp tới, những chính sách nào cần được điều chỉnh, những luật nào cần được bổ sung, ngành nào cần được thu hút đầu tư vào Việt Nam để chuyển đổi thành một ngành công nghiệp mới với năng lượng sạch và tiết kiệm hơn. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian cho chương trình.